bay lúc nửa đêm là rẻ nhất. Mà hôm nay công ty mình đang quyết định là cho nhân viên đi chơi. Mà mình biết không, bữa giờ cái vụ đi chơi của nhà mình nó rất là trộn rộn nha. Đầu tiên là tính cho nhân viên đi Đài Loan, sau đó có khoảng được 12 bạn thì làm visa đi Đài Loan được, và có một số bạn đã đi nước ngoài thường xuyên rồi. Rồi sau đó các bạn quyết định tới quyết định luôn là muốn đi giống như kiểu mà đi chung với nhau cho nó vui hơn. Và các bạn rất là thích ở ngoài miền Bắc và quyết định là cho đi miền Bắc. Các bạn tới bàn lui, bạn tới bàn lui, xong mình nói là sắp tới là mình sẽ có vụ bận mà không đi được nữa. Nên quyết định đại cuối cùng hôm nay là hành trình mình dắt 16 người, còn khoảng hơn 10 người ở nhà là không có đi, với họ về quê chơi các kiểu. Thì 16 người ngày hôm nay sẽ đi với mình cái hành trình rất là buồn cười, và mình dành cho tiết kiệm mà đúng không, bay chuyến bay nửa đêm của Vietjet là nửa đêm là giá rẻ nhất cho ra tới Hà Nội. Xong rồi từ Hà Nội tụi mình sẽ di chuyển đến Vịnh Hạ Long và chơi nguyên ở Vịnh Hạ Long một ngày, sau đó tụi mình sẽ di chuyển về Hà Nội lại, sau đó từ Hà Nội tụi mình sẽ đi Tràng An, và từ Tràng An sẽ trở thành về thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nghe thì đơn giản thôi, nhưng mà hành trình đi không ngủ như thế nào thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi cái suốt hành trình. Thực ra đối với team của nhà Sam Anh Tứ thì làm và chơi là một trong những cái hành trình mà từ đó tới giờ tụi mình rất là quen việc rồi. Gần như nó đã trở thành một cái thói quen của mình rồi. Và bao nhiêu năm nay khi mình đã làm việc như thế này, mình đều cho các bạn nhân viên đi, là bởi vì mình rất là quan trọng cái việc là vừa làm vừa chơi. Và các bạn làm với mình lâu năm thì cũng đã quá quen với cái việc đi chơi thế này rồi. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay chuyến đi này sẽ mang lại cho các bạn nhiều sự trải nghiệm ở các tỉnh ngoài Bắc. Thật ra các bạn bên mình thì đi Sinh Mã Thái cũng khá là nhiều, và đi trong nước cũng khá là nhiều, nhưng các tỉnh miền Bắc thì đây là lần đầu tiên. Và cũng có một số bạn là mới vào công ty được một năm cũng chưa được đi máy bay. Bên mình thì rất là dễ thương, là mỗi lần bạn nhân viên nào mới vào và chưa đi máy bay thì khi mà có show ở đâu á, máy bay thì một trong những việc đầu tiên là sẽ ưu tiên cho các bạn đi. Tính mình thì nhanh lắm, mà trên máy bay cũng phải dẫn clip cho mọi người luôn. Và bây giờ hành trình bắt đầu đi, là mình đã dẫn clip rồi, và hy vọng rằng là cả nhà sẽ đón thêm cái hành trình của mình đi ra ngoài Vịnh Hạ Long rồi đi Tràng An và đi Hà Nội của các bạn như thế nào nha. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với team Sam Anh Tứ chuyên chia sẻ những cái clip hậu trường về ngày trang trí cưới. Mà nói nghe nha, mùa cưới đến rồi, bên mình đang có gói chương trình 100 triệu giảm còn 90 triệu, giá rẻ lắm luôn, đi chơi về xong phải cày để bán cho mọi người ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mình là Sam Anh Tứ nhé, coi hết clip nha.